Hello, xin chào rồi đấy <laughs> và đây sẽ là cái video mà review cái con chuột glorious model o pro mà mình đã đưa ra một cái video nêu ra cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái con chuột này thì bây giờ sẽ là cái một cái review cái video review chính thức của cái con chuột model o pro này và khi mà cái cái mình đăng cái video mà cảm nhận đầu tiên á, thì cũng có nhiều cái bình luận là, gọi là cái cái con chuột này thì mình cũng có một cái cảm giác gì đó mà nó xấu về glorious trong cái lòng người hâm mộ của những cái người mà viewer channel của mình cho nên là mình mình biết điều đó nhưng mà với cái con glorious model O này thì cảm giác nhận mà đầu tiên mình đã đưa ra rồi và bây giờ tới cái chất lượng của nó thì với một cái con chuột mà nhựa làm bằng nhựa, trọng lượng là 50 g thì mình cảm thấy là cái chất lượng hoàn thiện của cái con glorious model O này thì uh, phải là kiểu giống như là mình may mắn á cho nên là mình mới được một cái con chuột mà nó không có bị ọp ẹp và về cái phần chất lượng á thì nó cũng khá là ok để mình tắt cái con chuột okay. uh, cái nó về cái chất lượng thì nó cũng khá là ok nhưng mà vẫn giống như là cái cảm giác mà khi mà mình uh, gõ lên một cái con model uh, series one pro là cái cảm giác này nó khá là rỗng như các bạn nghe nè cái cảm giác nhựa của nó thì nó khá là rỗng nhưng mà để mà đạt được cái trọng lượng 50 gram đó thì mình nghĩ là cũng phải cái 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 nhựa nó cũng phải có một cái gì đó mà nó kiểu cắt giảm đó các bạn hiểu không cắt cắt giảm <laughs> thì về cái uh, chất lượng hoàn thiện thì cái con của mình á trên trên cái video mà one pro á, thì mình cũng đã lắc rất là nhiều và mình cũng không có một cái tiếng động gì mà nó phát ra từ một cái con uh, model pro này của mình cho nên là mình thấy là về cái chất lượng hoàn thiện qc á, thì mình may mắn được một cái con glorious uh, o pro nó khá là hoàn chỉnh nó không có bị mà cà chớm giống như là những cái những cái viewer khác hoặc là những cái batch khác mà người ta có cái con chuột này người ta mua về mình cũng nghĩ là sau nhiều batch sau nhiều batch thì người ta cũng cũng có thể là gọi là Uh, cải thiện hơn về cái con chuột này. Còn về cái lớp phủ á, thì lúc đầu nha mình thấy khá thích về cái lớp phủ này. Có lớp phủ này của glorious thì nó mang một cái lớp phủ mà mình cho nó cho mình một cái cảm giác mà giống như là một cái con viper, uh, viper cái gì ta, viper v2 pro á. Nhưng mà sau một khoảng thời gian mà mình sử dụng á nha, thì cũng giống như là một cái, cái một cái bình luận trong cái comment của mình là sau một khoảng thời gian mình sử dụng á thì mình cảm thấy là cái lớp phủ này nó khá là trơn nó không được như là một cái con mà viper v2 pro tại vì mình biết là Viper V2 Pro thì thật sự nó rất là nhám và nó nhám tới nỗi mà khi mà các bạn bám đất vào cái cái con Viper V2 Pro trắng của thằng em mình đó, nó bám đất vào là nó dính ở đó luôn kiểu mình chùi nó không bao giờ ra luôn nó không thể nào mà ra được luôn cho nên là các bạn biết là cái độ nhám của cái lớp phủ của cái con Viper V2 Pro nhưng mà cái con này thì về cái phần mà texture về cái phần bề mặt cái lớp lớp phủ thì mình nó cho mình một cái cảm giác giống như vậy nhưng mà về cái lớp phủ thật sự khi mà mình cầm như mình phải cảm giác đó thì cái lớp phủ của nó nó khá là trơn khi mà mình các bạn biết mình là một cái người phong thấp như các bạn nhìn trên cái video bạn thấy cái tay mình nó đang bóng lên đó, thì thật sự khi mà cầm như cái con chuột này đó, thì nó cái lòng phần lòng bàn tay của mình nó khá là trơn và hai cái ngón tay của mình cũng khá là trơn luôn nhưng mà vì cái dán chuột của cái con chuột này á là nó bo được nó được bo như thế này cho nên là mình khi mà mình cầm vào mình chơi game á, thì mình cảm giác là cầm nắm rất là tốt nhưng mà vì cái dán chuột của cái con opro này nó to quá nó to so với mình quá các bạn nhìn nè nó ăn hết luôn cái, cái cái bàn tay của mình luôn cho nên là khi mà mình cầm vào cái con opro này á, thì mình có cái, cái cảm giác là nó thực sự nó rất là bự nó bự chà bá lửa luôn nó bự mà mình không thể nào mà mình kiểu mình claw mà mình bắn uh, chơi game được một cách bình thường á kiểu nó dài á nó bị dài nó bị dài thò so với một cái con mà lamzoo atlantis mà nó bự đi thì uh, mặc dù nó bự nhưng mà nó ngắn cho nên là khi mà mình chơi game á mình claw đó, thì mình cảm thấy là rất là thoải mái mình cũng ok cũng gì hết nhưng mà với cái con này á thì với cái dáng chuột này thật sự nó rất rất là bự so với cái tai, bàn tay của mình và mình chỉ khuyên là nếu bạn có một cái bàn tay bự á, thì bạn mua cái câu này và nếu mà bạn kiểu là một cái người chơi mà không có kiểu tryhard quá nhiều á, thì opro nó sẽ là một cái sự lựa chọn để mà các bạn có thể vừa chơi game vừa có thể mà thao tác những cái việc đơn giản giống như là excel word rồi bấm này bấm kia chơi những cái game clicker các thứ á, thì tại vì cái với cái dáng chuột mà cái phần lưng nó thấp như thế này fk thì mình sử dụng mà mình đặt tên lên là, là mình sử dụng luôn mình muốn cầm cái kiểu gì mình cầm mà mình muốn kiểu chơi như thế nào thì mình chơi à chứ không phải là giống như kiểu như một cái con mà Opro hay là X2 mini như thế này mà mình cầm claw như thế này xong rồi mình try hot bá cháy không có thì con này nó mang cho mình một cái cảm giác vậy đó và nó chỉ hợp cho những người mà tay bự thôi nha còn về cái uh, trọng lượng thì mình cảm thấy là trọng lượng 50g thì lúc đầu khi mà mình đem về đó, mình chơi thử vài game Valorant đó, thì mình cảm thấy là cái trọng lượng này nó khá là lạ với mình tại vì mình sử dụng 60 g, mình sử dụng 53 gram bình thường nhưng mà về về 50 g như thế này mà nó đã to như thế này nữa thì mình cảm thấy là cái bàn tay của mình nó không có thể nào mà nó điều khiển được. Mặc dù nó nhẹ nhưng mà nó không thể điều khiển được tại vì mình có cái cảm giác là cái tay mình nó to ra như thế này quá nè, cho nên là khi mà mình di á mình khó có thể nào mà mình micro control lại được hết. Với lại mình là một cái người thuần claw mà cho nên là mình cũng khó để mà kiểu nói chung là di cái con này nó thật sự nó nó nhẹ ok nó nhẹ nhưng mà di nó thật sự rất là khó tại vì nó bự à mình nói thêm về cái dáng chuột nữa đi là tại vì cái con chuột này á, là một cái con chuột mà mô ô thường nhưng mà nó cải tiến hơn là nó cái phần nút hông này nó di ra được một xíu rồi các bạn thấy không các bạn thấy không các bạn thấy không các bạn thấy không đó nó di ra được cái nhiêu đó à và khi mà mình đặt cái tay lên đó thì như cái video mà cảm nhận đầu tiên mình nói cái ngón tay của mình nằm ở nút backward nhưng mà nó vẫn nằm ở ngay cái con mắt động nha không 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 bị gì hết nhưng mà nó nằm ở, ở backward cho nên là forward của mình là coi như là không có sử dụng được luôn các bạn thấy là mình với hết hết mức có thể á thì mình bấm được nhưng mà có khi mình bấm được cả hai nút luôn một cùn nút luôn đó bởi vì cái khó khăn của mình khi mà cầm cái con chuột Pro này nó là như vậy còn về cái cảm giác bấm với lại cảm giác lăn á thì Thật sự cả hai con như là Opro với lại Series 1 Series One Pro này á, thì nó cho mình một cái cảm giác lăn giống 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 nhau hình như là nó sử dụng cùng một encoder hay sao á nhưng mà nó cảm giác lăn của nó thì mình cảm thấy là nó đỡ hơn là một cái con Model O trước mà mình đã từng sử dụng tại vì Model O trước á, cái cảm giác lăn của nó rất là rất là rất là mệt nó rất là nhựa nhựa nó rất là lầy thì so với cái con mà One Pro uh, Opro này á, thì mình cảm thấy là cái nút cái lăn của nó cảm giác nó như là ok hơn nhưng mà nó 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 không có ok nó không có được ok bằng một cái con mà x2 như này và khi mà mình lăn thì nó nó cho mình một cái cảm giác mà nó kiểu nó feedback cho mình á nó cho mình một cái cách mà để nhận biết là lăn kịch 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 đó thì cái feedback của cái con uh, opro này nó ít hơn nó ít hơn một xíu nhưng mà lăn thì vẫn có nứt được bình thường giống như thế này nè đó các bạn thấy không bình thường nó đơn giản còn về cái nút bấm thì so với lại một cái con ô trừ mà mình đã từng sử dụng qua thì cái nút bấm của cái con ô pro này nó cho mình một cái cảm giác bấm đanh hơn khá là ok hơn dễ chịu hơn là một cái con ô trừ tại vì O trừ sử dụng là Keo 8.0 và cái con này cũng sử dụng Keo 8.0 nhưng mà họ cân bằng lực ở hai cái nút bấm khá là tốt cho nên là mình cảm thấy là cái nút bấm này nó khá là nảy. Cái nút bấm này nó nó vừa nảy và nó nó vừa đanh nữa cho nên là nó cho mình một cái cảm giác chơi game khá là ổn định. Nó cho mình một cái cảm giác click mà kiểu cũng ok. Nó 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 khác với lại một cái con x tại vì bây giờ mình cầm mình bấm cái con x á thì đanh thì nó vẫn rất là đanh nhưng mà mình bấm mình cứ cảm thấy là nó bị chén á tại vì nó không có được nảy lên á cái độ nảy của nó bây giờ nó kiểu nó hết nảy lên được như hồi trước nữa á. so với là một cái con mà opro này á, thì bây giờ nó rất là nảy và đây mình sẽ cho các bạn nghe click nè hai cái nút hông nha hai cái nút chính đó thì ok rất là nảy không có vấn đề hết nhưng mà về nút không thì mình chỉ sử dụng được đúng một cái nút không thôi cho nên là mình cũng không có mà biết gì thêm về về cái độ mà kiểu nảy của hai cái nút không hết thì khi mà mình cầm cái con này đó, thì mình kiểu mình khá là ít sử dụng nút không luôn rồi tại vì nó xa quá và hai cái nút không của nó trồi ra được xíu cho nên là mình cảm thấy là nó cũng ok nếu mà bạn tay to thì các bạn bấm nút không cũng rất là tốt còn về phía chuột thì đây vẫn là bốn góc như là cái bản ô uh, cũ nhưng mà fit này thì bây giờ nó bo lại được tốt hơn là một như, một cái bộ fit cũ của uh, Glorious cho nên là của model O á cho nên là mình cảm thấy là lướt thì nó rất là lướt và mình có cảm giác là chơi trên cái con mà AC Zero mình sắp sửa review đó, thì nó rất là mượt cho nên là mình không có vấn đề gì với cái phía chủ hết thì vì... như các bạn biết nếu mà bạn không thích cái này thì các bạn thay đi thay Cobalt lường luôn mà đã vậy nó là một cái con model O cho nên là các bạn chỉ cần mua cái bộ fit của model o bình thường đem về gắn vô chơi, wow quá đã, quá tuyệt vời luôn, wow kinh dị. Còn về cái mắt đọc đó thì với cái dòng sản phẩm mà uh, hình như là ra mắt năm ngoái nhưng mà tới năm nay mới có hàng đó thì sử dụng vẫn sử dụng một cái bộ mắt độc 3f 3370 được uh, tối ưu hóa của glorious. Nhưng mà mình thấy là 3370 hay là 3395 gì nó cũng là một cái con mắt đọc để mà mình chơi game và cái độ chính xác của nó thì cái trên lệch đó cái trên lợt giữa như cái độ chính xác thì nó không có được cao lắm giống như là kiểu giống như là ngày và đêm á thì nó không phải là ngày và đêm nó chỉ là trên lợt một xíu thôi cho nên là nếu mà mình phải mình phải sử dụng một cái con mà mắt đọc ba mét thì mình vẫn ok vẫn sử dụng được thôi nhưng mà nó phải có những với những cái điều kiện là bấm nó phải phê và kiểu uh, uh, nó phải vừa tay của mình và riêng cái con này thì không có không có thỏa mãn những cái điều đó và với cái con mắt đọc 3m thì thì mình cũng không có phần này gì cái con mắt đọc này tại vì mình chơi game á khi mà mình chơi cũng rất là chính xác cho nên là không có phần này gì mắt đọc còn về pin và dây á thì về pin á thì mình cầm mình lấy được cái con này về khoảng chừng đâu gần một tuần rồi và khi mà trước khi mà mình về quê mà mình lên lại á thì mình để ý là cái pin cái con này là còn 70 78 phần 78 phần trăm sau khi mình về quê cỡ hai ngày một đêm á thì Uh, lên lại thì bây giờ nó còn là 58 phần trăm cho nên là với cái mà thông số ở trên uh, hãng người ta nói là 80 giờ một lần sạc đầy á, thì mình cảm thấy là nó cũng uh, cỡ đó nó cũng kiểu cỡ đó kiểu trên lệch xíu là khoảng chừng đâu 75 70 cỡ đó thì với cái con uh, Opro này thì mình cảm thấy là tổng kết lại á, thì Opro nó là một cái con chuột mà Nếu các bạn may mắn thì các bạn có thể có một cái con chuột Opro WC tốt và chất lượng hoàn thiện nó rất, rất khá là ok nhưng mà về cái lớp phủ thì mình cảm thấy là khá là cân nhắc nếu mà các bạn các bạn là một cái người chơi game mà bị phong thấp cho nên là khá là trơn mình thấy là khá là trơn còn về cái dáng chuột thì nếu mà các bạn tay to hơn mình á thì tay to hơn mình mà mình để ở dưới cái phần miêu tả thì nếu các bạn tay to hơn thì các bạn cứ sử dụng bình thường và nếu mà bạn chơi game lười thì các bạn vẫn có sử dụng được ở hoặc là các bạn là một cái người tay như mình đi thì các bạn vẫn có thể sử dụng con chuột này nếu các bạn không sử dụng đúng không và các bạn không có kiểu chơi hỏi game nhiều á thì ok vẫn rất là, vẫn rất là ok và về cái việc mà drag click được hay không á thì cái lớp phủ này nó không có cho phép mình drag click như các bạn các bạn thấy không nó không có cho phép mình drag click cho nên là uh, nếu mà drag click thì các bạn nên mua mode thường chứ mode này không cho mình drag click, -click đâu mình nghĩ là vậy á còn về những cái như là mắt đọc Fit hoặc là pin dây các thứ thì mình thấy là nếu mà nói về cái hiện tại thời điểm hiện tại thì mình có Lamzoo, mình có pulsar ra mắt những cái dòng chuột mà với cái con mắt độc 3395 và có cả razer nữa thì chắc chắn cái con chuột này thì nó chỉ hơn được một cái con đó chính là Cheaper X mà mình cũng không có nghĩ là nó cũng hơn được Cheaper X nữa tại vì nó hơn được một cái điểm là cái đó cái cái lỗ cắm sạc là Type C đấy nó hơn được Cheaper X ở cái giờ đó và nó hơn được một cái chỗ đó là cái nút không nó không có bị mút xì nó không có bị mà bị đục á nhưng mà cái nút không nó lại xa mình, mình quá nó xa có nó sẽ còn xa hơn là một cái con Chevrolet x nữa cho nên là cái điều này thì cũng 50 50 thôi kẻ tám lại người nữa cân cái thứ thì mình cảm thấy là với một một cái con mà ô trừ với cái giá mà hai triệu bảy này thì sẽ có những cái sự lựa chọn mà nó đáng hơn nó hợp lý hơn nếu mà các bạn là một cái người có bàn tay giống như mình chứ không phải là một cái con Model đồ pro như thế này hoặc là nếu mà họ ra một cái con à không mình cũng đã xài thử ô trừ rồi mà cho nên là mình cũng khá là cân nhắc về cái điều đó cho nên là đây là cái video mà mình review cái con model O Pro đến từ Glorious bản Forge màu Blue Links thì mình cảm thấy là đó đây là một cái con chuột mà hình như là ờ uh... Glorious đẩy ra sớm quá hoặc là Glorious nhắm vào cái thị trường mà chỉ có là những cái fan hâm mộ của cái con chuột O thôi, model O thôi cho nên là mình mình thì mình không phải mình chưa bao giờ sử dụng model O và mình cũng không phải là một cái fan của người sử dụng uh, uh, chuột model O cho nên là mình cảm thấy là đây không phải là một cái gì đó mà mình recommend cho các bạn nếu mà các bạn uh, nếu mà các bạn uh, xem cái channel của mình nhiều thì uh, nếu mà các bạn là một cái người sử dụng ô nhiều á hoặc là các bạn là một cái người mà thích con chuột mono này á thì các bạn cứ cứ việc đó, tại vì cái chất lượng hoàn thiện và cái chất, trọng lượng của nó đem lại cho các bạn thì rất là ok thì đây là cái video review của mình thì cảm ơn các bạn đã xem nếu các bạn thấy hay hãy like share và subscribe để mà mình có thêm động lực để mà mình recommend mấy cái món khác giống như là đó thì uh, cảm ơn các bạn đã xem bye bye